Tôi phải share cái screen. Ok. Rồi, quý vị thấy chưa ạ? Hello? Thấy rồi thầy. Dạ, yeah, ok. Vâng. Rồi, bây giờ cái câu số 2 nha. Ek balomen, tức ek là ra, balo là luyện. Ek balomen là luyện ra ha. Nhưng mà bây giờ đây là động từ. Xin quý vị phân từ dùng cái chỗ này. Ek balomen là luyện, nhưng mà nó là ngôi thứ mấy, số nhiều, số ít là sao? Ngôi thứ ba, số ít đúng không? Ngôi thứ ba, số ít. Rồi, cái người khác. À, ok. Ngôi thứ ba, đây là ngôi thứ ba, số nhiều. Ngôi nhiều. Thứ ba, đây là ngôi thứ ba. X balloon thì có thể là, theo tôi nhớ là X balloon mới là số ít. Còn X balloon là ngôi số 1, số nhiều ạ. Là số nhiều. Vâng. Ngôi thứ nhất số nhiều ạ. Ngôi thứ nhất đúng rồi. Omen, omen et usin. Ek balusin mới là cái số 3, nhưng mà ek balomen thì là coi số 7. Ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất. Đâu rồi? Không hay. Ok. Omen. Ngôi thứ nhất, số nhiều. Đúng rồi. Ok. Taponera. Taponera là những vật xấu hay là những vật ponera là xấu á. Taponera là những vật xấu. X là gì? Đây là giới từ, quý vị nhớ không? Ra. Đúng rồi. Ra. Tu oiku. Ra khỏi nhà. Nhà. Ra khỏi nhà. Thì nhà này là nó nằm ở trong cái case nào? Genitive. Ha, nó là genitive. Ek balomen là thì hiện tại, và ngôi thứ ba present, chủ động. Ek balomen, số nhiều. Động. Taponera là những vật xấu. Thì taponera này đó là nếu mình không nhớ thì mình nhớ thế này. Chúng tôi luyện những vật xấu. Những vật xấu này là cái bổ ngữ mà direct object, tức là bổ ngữ trực tiếp ha. Bổ ngữ trực tiếp thì nó là accusative. Mình xem thử coi nó phải accusative không. Đây là đây là neuter, đây là giống trung, nó giống trung. Nó là giống trung thì giống trung mà số nhiều nominate accusative form. Ở đây nè, quý vị thấy chữ chữ tà đó. Nếu mà mình nhìn hồi nãy là ponera, thì nếu mà mình nhìn ponera thì mình có thể nói là nó là giống trung mà số nhiều, nominative, hoặc là nó cũng có thể là accusative, phải không? Các bạn thấy không? Tức là nó là hoặc là nó là nominative, số nhiều, nominative hay là accusative. Bây giờ mình biết nó là giống trung rồi đó.
bởi vì nếu mà nó là giống cái đó thì cái mạo từ của nó đó thì phải theo đúng. Ở đây là nó là to thì nó là giống trung rồi, nó là ta ponera, thì nó hoặc là nó là dĩ nhiên là nó là số nhiều rồi, nhưng mà nó là nominative hay là accusative? Làm sao mình biết được nó là accusative hay là nominative? Khi mà trong câu bởi vì thì... sao cảnh này dựa vào bối cảnh văn cảnh, cái động từ nó cho mình thấy là động từ nó hành động. Vâng, cái động từ nó là cái bối cảnh đó. Chúng tôi luyện những vật xấu cho nên ta ponera này bắt buộc nó phải là accusative. Ra khỏi cái nhà thì cái nhà này nó là genitive. Genitive. Câu hỏi gì không? Thầy ơi, rồi. Cho hỏi cái câu 1 của thầy. Câu 1 cái đó là bond ha. Nhớ chữ này không? Dạ, hỏi đi. Câu 1 giới từ của cái từ thứ mathetes đó là nó là hô thì là nó cái từ này là giống cái, còn cái giới từ là giống đực rồi thì dạ thưa không phải. Đây là cái tốt declension hay là cái mình học có là cái declension 1 với cái declension 2 rồi phải không? Nhưng mà nó có một cái là cái declension 3. Thì cái declension 3 này đó là nó đặc biệt, nó là cái dạng nó khác. Để tôi mở nó lên. Cái ponero hay ponera này nó, để coi, trở lại ai dạ lộn rồi, không phải, sorry. Đặt lại câu hỏi, để coi. Mathetes. Để tôi xem trong cái từ điển. Nhưng mà mathetes là homathetes nó là giống đực chứ nó không phải là giống cái. Nó là homathetes. Nhưng mà để xem. Thấy cái sigma đây không? Đây là cái tốt declension đó, sigma mathetes. Police distus grammatios grammatios, tức là nó có cái sigma ở phía sau. Ok,
Để tôi tìm cái mà cho nó đúng theo cái... Đây là cái tốt declaration mà mình cần có xem. Tôi muốn tìm thêm cái mà chữ E ra đó, nhưng mà ở đây thì không có, nhưng mà nó là, nhưng mà bởi vì nó là cái tốt declaration cho nên nó nhìn là nó giống đực chứ không phải giống cái. Ồ, một cái nữa à, hồi nãy mà à, thầy nào hỏi về à? Xin lỗi, hỏi tên thầy nào vậy? Em là Tú thầy. Ai mới vừa hỏi? Tú hả? Dạ. À, vấn đề là thế này Tú ơi. Tú thấy chữ họ không? Thấy ho không? Nếu mà nó mình thấy ho rồi đó thì là cái macete nó bắt buộc phải là giống đực. À. Dạ rồi. Bởi vì giống cái nó đâu có cái tê đâu. Giống cái nó không có cái đó. Nếu mà mình nhìn thử nhìn coi giống cái nó cũng không có cái tê nữa. Đây nè. Nếu mà T thì nó là nó không phải genitive là bởi vì mẫu từ của nó đó à, là nominative, thấy không? Mẫu từ của nó là nominative. Cho nên vì mình thấy thằng này đó, cho nên mình biết cái thằng này nó là giống được. Chứ không phải là nó viết sai. Và đồng thời mình cũng thấy rằng đọc thì không thể nào đọc của người môn đệ được, nhưng mà đọc cái parable, cái chuyện ngụ ngôn người môn đệ, bởi vì người môn đệ là nominative thì cái này không phải là cái ending hay là cái kết của cái genitive, mà nó là cái kết của nominative, thì nó là một cái dạng đặc biệt. Đó là dạng thứ ba. Ho cho mình biết là đây là nominative, và ho cũng cho mình biết đây là giống đực. Ho cũng cho mình biết đây là số ít. À, cho nên mình, đó là lý do mà mình nói là cái mạo từ nó giúp cho mình là vậy đó. À, đôi lúc mình không có rõ được cái chữ đó thì cái mạo từ nó sẽ cho mình thấy rõ ràng hơn. Ở dưới này cũng vậy, mạo từ nó cũng cho mình thấy. Ekbalomen, ekbalomen, ta ponera ek tu oiku, tức là chúng tôi luyện, thì chúng tôi luyện cái những vật xấu, chúng tôi luyện những vật xấu. Đây là số nhiều accusative chứ nó không thể là nominative được, là bởi vì cái hành động nó áp đặt lên trên cái danh từ này. Ra khỏi cái nhà, ra khỏi cái nhà là thuộc cách sở hữu, ra khỏi cái nhà genitive. Hy vọng là trả lời được ha. Bây giờ mình đi tiếp nha. Elabon là gì ạ? Elabon là đã nhận, nhưng mà elabon này đó thì nó là số, nó số nhiều hay số ít, và nó là ngôi thứ mấy, quý vị nhớ không? Elabon. Giờ mình trở lại đi để mình xem cái errorist đó. Lusa elabon right here. Tôi nhận. Elabon là tôi nhận. Elabon, tôi nhận. Hi Agatais, Agatha. Tôi nhận. Nó là chữ gì ha? Số 8. Tốt.
Agatai này đó là số số nhiều hay số ít? Đây là số nhiều hay số ít ạ? Hai Agatai. Mạo từ là ai thì là số nhiều ạ? Nó số nhiều, vâng, ok rồi, nó là số nhiều và nó là cái dạng nào? Nominative ạ? Nominative, phải không? Nó là dạng nominative. Nominative, vâng. Đây là, bây giờ mình thấy là hai Agatai là những người tốt, nhưng mà giống gì? Giống cái. Giống cái. Vâng, nó là giống cái, những người tốt, tốt, những người đàn bà tốt. Hai Agatai, Agatha. Agatha này là người đàn bà tốt nhưng mà số nhiều. Ủa, xin lỗi, không phải người mà tốn số nhiều. Những người đàn bà tốt. Cái đây là adjective hay là nó là cái tính từ. Tính từ để bổ nghĩa cho số nhiều của những người đàn bà. Những người đàn bà tốt. Elabon nhận. Những người đàn bà tốt nhận Agatha. Như vậy thì để xem lại, cái này nó không bổ nghĩa được bởi vì nhìn nó không có giống, nó không có giống. Quý vị thấy chỗ này không? Elabon này là họ số nhiều. Elabon này cũng giống như là cái Elabon tôi nữa. Tôi nhận hoặc là họ họ nhận. Thì như vậy thì khi mà mình xem lại lại chỗ này đó thì là nó là số nhiều, ngôi thứ ba. Eroris. Elabon hay Agatha, những người đàn bà tốt. Nhận Agatha. Agatha này thì nó là accusative. Như vậy thì cái nominative á là những người đàn bà tốt rồi. Những người đàn bà tốt này nhận số nhiều. Agatha là thì nó là nhận thì nó là accusative rồi. Mà nếu nó là accusative á thì mình biết nó là ở trong cái luật, theo luật thì nó sẽ là neuter, giống trung. Nó sẽ là giống trung số nhiều. Xem thử có phải không. Giống trung số nhiều accusative, thấy không? Nó là giống trung số nhiều accusative. Bởi vì những người đàn bà đó nhận những cái vật tốt. Những người đàn bà nhận những vật tốt. Apple là from, là từ. Những người đàn bà tốt nhận những vật tốt từ. To piss to Adele Fu. Adele piss to là thành tính hay là trung tính. Adele Fu là người anh em. Nhận từ to piss to Adelphu thì cái piss to này là trung tính, Adelphu là người anh em. Cái chữ to mạo từ này nó dẫn hai cái danh từ này đi chung với nhau. Những người đàn bà tốt nhận vật tốt hay những vật tốt từ những người anh em thành tính. Những người anh em trung tính. Hai cái này giống nhau, nó bổ nghĩa cho nhau. To piss to Adelphu là những người anh em trung tính. Cái này là nó nằm ở trong case gì quý vị? Các bạn biết nó nằm case gì không? Nó là danh từ rồi. Case gì?
Genitive. Dạ, yeah, đúng rồi. Genitive. Số, số nhiều hay số ít? Dạ, số ít. Số ít. Cảm ơn. Người anh em trung tính. Phải rồi. Rồi. Mình đọc kế kế nha. Able. Able là... À, là Eris của không phải Eris, xin lỗi. Dạ đúng rồi, Eris của chữ Edo là thấy. Người anh em, xin lỗi, những người cái này là hối hối os là gì? Hối oi chứ, xin lỗi, hối oi. Hui oi là số nhiều của hui os. Hui os là người con. Hoi hui oi là số nhiều. Nominative, chủ từ. Thấy, Eibon đã thấy. Ton, propheton. Prophete là priest là a prophet là tiên tri. Dative. Dạ. Dative. Phải không? Đó là genitive mà số nhiều. Genitive số nhiều. Đúng rồi. Genitive số nhiều, giống giống đực hay giống cái? Nó không phải là giống cái rồi đó. Prophetom mà. Dạ. Yeah. Những người con trai, những người con thấy những nhà thầy tiên tri. Logos. Oh, không phải là thầy tiên tri mà là gì? Logos là gì ạ? À, lời ạ. Ok, đi 10 bài tập cho mình làm được 5 bài thì cũng đủ ở đầu. Là lời của những lời tiên tri, những lời. Dạ. Những người con. Propheto này nó là genitive phải không? Đúng rồi thầy. Dạ, nếu mà nó là genitive là của, như vậy thì những người con của các tiên tri nói. I'm sorry, không phải là thấy, nói lời kata, có nghĩa là dựa theo, hay là kata là dựa theo, hay là của, không phải của mà thuộc về nhé. Không phải là sở hữu nha, nhưng mà dựa theo hay là phỏng theo hay là liên hệ đến những người con của các tiên tri nói những lời. Những lời này thì là dative phải không? Logos. Xin lỗi, logos, logos. Đây là accusative phải không? Nó là accusative số nhiều, giống được logos, logos, logo, logo, logon, logoi, logon, logois, logus, accusative. Những người con của các tiên tri, hoi huos, ton, propheton, những người con các tiên tri, epon, nói lời của tên Alethian. Alethian là lẽ thật. Tên Alethian. Như vậy thì cái tên Alethian này đó là cái case gì quý vị? Accusative singular. Accusative singular. Thank you. Như vậy thì mình dịch là những người con của các tiên tri nói những lời của, hay là quan hệ đến
liên hệ đến lẽ thật. Ok. Rồi bây giờ này, cái số 5. Dia là qua hay là bởi vì. Bởi vì doxan là nó từ cái chữ doxa đó, là sự vinh hiển. Hekuomen là từ cái chữ mà akuo là tôi nghe đó. Parabolen hồi nãy mình nói là chuyện ngụ ngôn, parabole. Agape tình thương, sự thương. And erenes là sự bình an. Dạ đúng rồi, sự bình an. Rồi bây giờ mà mình coi thử nha. Dia ten doxan tukuriu ekuomen parabolen agapes kai erenes. Dia ten doxan tukuriu ekuomen parabolen agapes kai erenes. Bởi vì đây là sự vinh hiển thì ten doxan sự vinh hiển là ở case nào? Ten doxan accusative. Còn cái tên nó thì mình biết nó là cái gì. Accusative, hay quá. Accusative singular, feminine, giống cái. Accusative số ít. Okay. Tukuriu là gì? Là chúa đó. Thì đây là cái ở đây dạng nào? Genitive singular, sự vinh hiển của chúa. Ekuomen này là đã nghe. Omen này có nghĩa là chúng tôi đó. Chúng tôi đã nghe về sự vinh hiển của Chúa. Ok. Parabolain là chuyện ngụ ngôn. Parabolain này thì nó nằm ở cái dạng nào? Accusative mà singular của nữ. Dạ, đúng rồi. Giống cái và nó bị hành động, cái hành động nào trên nó mà nó trở thành accusative. Tức là accusative là nó nhận cái hành động đó. Thì cái động từ nào? Cái động từ nghe này. Động từ nghe, phải rồi. Bởi vì sự vinh hiển của Chúa, chúng tôi đã nghe chuyện ngụ ngôn agape kai erene, tình yêu thương và sự hy vọng. Agape kai erene, tình yêu thương và sự hy vọng, hai cái này nó đều giống nhau. Là eida sigma thì nó nằm ở trong dạng nào? Genitive mà của singular. Genitive của singular. Yes, phải rồi. Genitive của singular. Quý vị thấy phải không? Ok. Rồi mình làm thêm cái nữa. Dia ton graphon ginoskomen ton nomon tu theo.
vì, qua, on graphon là lời viết hay là có thể nói là kinh thánh đó, qua kinh thánh, ginoskomen biết, tôi sẽ không nói là ai biết, qua kinh thánh biết, nomon, nomon là gì ạ? À? Đó là cái chữ từ cái chữ nomos đó, luật pháp, theo thì quý vị biết rồi. Như vậy nhờ một người dịch dùm thử cái câu này. Dia ton graphon ginoskomen ton nomon tu theo. Tôi đọc rồi, quý vị cố gắng tập đọc theo nha. Dia ton graphon ginoskomen ton nomon tu theo. Dia ton graphon ginoskomen ton nomon tu theo. Qua kinh thánh biết lời Chúa. Rồi bây giờ ton graphon là nó nằm ở trong cái dạng nào? Genitive plural thầy. Plural genitive. Ginoskomen là động từ. Nhưng mà cái chữ omen này cho mình biết nó là ngôi thứ mấy và số nhiều. Ngôi thứ nhất số nhiều. Ngôi thứ nhất số nhiều. Thank you. Ginosko là tôi biết, mà ginoskomen là chúng tôi biết. Rồi, tonomon là nominative hay là dative, genitive, accusative? Genitive. Là accusative. Là accusative. Dạ, yeah, nó là accusative và số ít. Rồi, tuteu là dạng nào? Genitive số ít. Genitive số ít, giống đực. Ok. Rồi, bây giờ mình qua câu số 9 luôn đi. Câu số 9. Coi, make sure tôi đúng ha. Hieron là đền thờ. Pharusi thì nó là cái chữ Pharaoh, tức là đem. Đền thờ, đem. Stratiotas là lính. Poneros là xấu xa. Trong đền thờ hay là trong nhà hội, trong đền thờ. Đêm, lính, xấu xa, gian ác. Nhờ một người tình nguyện dịch dùm cho tôi cái câu này thử. Es to hieron ferusen tu stratiotas tu poneros. Có ai thử không? Ráng đi trước khi mình chấm dứt. Thầy Luca thử không? Thầy Luca. Có một số từ vựng không biết một xưa này. À thì đó là lý do mà tôi đọc mấy cái từ cho thầy đó. Dạ, em không biết cái từ này có nghĩa là gì. Từ nào?
từ ferusi đó, ferusi đó. Ferusi là đem, mang. À, được. Còn cái từ stratiotas. Ờ, stratiotas là lính. Lính. Dạ. Yeah. À, đây bây giờ tôi sẽ dịch từng chữ nha, nhưng mà tôi không có nói là nó trong cái dạng rồi. Họ mang lính, những người lính vào đền thờ, mang lính vào đền thờ Honorus là xấu xa đó. Honorus là xấu xa đó. Mang những người lính xấu xa vào đền thờ hay sao chứ? Đây, như vậy thì đây là mang những người lính gian ác vào đền thờ. Như bây giờ đó, Ferusi á, Ferusi là số nhiều hay số ít? Dạ, số nhiều. Số nhiều. Số nhiều mà mình nói là họ rồi thì mình biết là nó là ngôi thứ ba số nhiều. Ferusi là họ, họ mang to stratiotas to Honorus. À, quý vị thấy hai lần chữ tu thấy không? Tu stratiotas tức là những người lính, mà cái này là accusative bởi vì số nhiều, accusative, và nó chạy theo liền sau đó là nó bổ nghĩa cho cái những người lính đó là những người lính xấu, cho nên mình có là tu stratiotas tu Honorus. À, thành ra khi mà mình thấy mà nó đi theo, nó đi cặp với nhau, mà nó hai cặp mạo từ danh từ vậy đó, mạo từ là danh từ rồi tới mạo từ danh từ nữa, thì hai cặp đó tức là nó bổ nghĩa cho nhau. Stratiotas to Honorus là những người lính gian ác, họ mang những người lính gian ác. S là vào trong. To Hieron. Như vậy thì To Hieron này đó là nó ở cái case nào? Đó là cái từ trung tính mà nominative của singular. Nó là trung tính mà nominative hả? À, giờ mình xem thử có phải nó là nominative không ha? Không ạ, nó là được accusative ạ, tại vì đấy nó là cái trực tiếp, hành động trực tiếp đấy ạ. Nó là accusative, phải rồi. Dạ. Yeah. Vào trong đền thờ. À, như vậy thì cái chữ to này đó, mình xem thử. Nó không thể nào là nominative được là bởi vì vì cái động từ ạ. Để xem thử. Cái hieron nó chắc chắn không thể là nominative được sư, bởi vì nó có cái giới từ as phía trước là dẫn vào đền thờ. Thông thường cái từ as phía trước ấy, nó đi kèm với phía sau, nó luôn luôn là cái accusative. À ha. Yeah. Cho nên là cái, nó phải là accusative chứ không thể nào nominative được. Thank you. Như vậy thì chúng ta thấy là nhờ cái chữ ace này, rồi to hieron là vào trong đền thờ, thì cái đền thờ nó bắt buộc nó phải là accusative bởi vì nó cái từ ace phía trước đó. Hay lắm. Cảm ơn thầy. Rồi mình làm thêm một cái nữa nha. One more. Một cái cuối cùng, chờ đấy là. Bác ơi, do em mọi người đi làm được học thì cũng nghĩ không cỡ 6-7 bài nha. Nếu con thích, em thay mình. Thế rồi, nhưng mình muốn okay. Rồi thế bây giờ mình dịch thêm một cái. Nó không còn mình biết nên nó nóng gì mình rất là lên rất là nhanh.
Ok, chuẩn bị nè. Ok, giờ câu số 7 nha. Câu số 7. Legomen agathos logos tois agathos apostoloi. Okay, Legomen nói. Lego là nói. Legomen nói. Agathos là agathos là tốt hả? Hay là ok, để xem. Agathos là tốt, đúng rồi. Agathos, Legomen nói tốt. Lời, logos. Tois, agathos cũng là tốt nữa. Apostolois là sứ đồ. Rồi bây giờ dịch giùm thử đi. Anh ấy nói lời tốt. Legomen là gì? Chúng tôi nói. Tôi nói, vâng, chúng tôi nói. Chúng tôi nói những lời tốt của các sứ đồ tốt lành. Làm gì đi. Ok, rồi bây giờ người thứ nhất dịch là chúng tôi nói những lời tốt của các sứ đồ. Thì mình xem thử coi người khác dịch như thế nào. Có ai khác dịch khác không? Chúng tôi là đúng rồi. Legomen, chúng tôi nói. Agathos logos là nó là accusative. Chúng tôi nói những lời. Bởi vì nó là bổ ngữ trực tiếp. Chúng tôi nói những lời tốt. Mình thấy đây, cái agathos logos á, thì nó bổ nghĩa cho nhau. Agathos là tốt, logos là lời, lời tốt. Chúng tôi nói những lời tốt. Tôi agathoi apostolois, của các sứ đồ. Nếu mà mình nói là của các sứ đồ á, thì mình phải nghĩ rằng đây là nó là genitive, phải không ạ? Mà cái này phải genitive không? Cái này là dạng gì? Dạng gì vậy? Dative. Dative. Dative là bổ ngữ gián tiếp. Như vậy thì chúng tôi nói những lời tốt cho các sứ đồ. À, cho các sứ đồ gì? Agathoi là tốt nữa. Cho các sứ đồ tốt. Chúng tôi nói những lời tốt cho các sứ đồ tốt. Thấy không? Thành ra khi mà mình nhìn xem á, cái dạng mình phải nhận ra cái dạng, khi nhận ra dạng rồi thì mình sẽ dịch nó đúng. Legomen agathos, legomen agathos logos tois agathos apostolois là chúng tôi nói những lời tốt cho các sứ đồ tốt. Nếu mà mình nói là bây giờ, nếu mà tôi muốn nói rằng chúng tôi nói những lời tốt của các sứ đồ tốt thì mình nói là sao? Legomen agathoi logos agathois logos agathous logos ton agathon apostolon. Yeah. Yeah. Quý vị hiểu tại sao nói là apostolon agathon phải không? Bởi vì khi mà chúng ta đổi qua nó là genitive á, thì xin lỗi đây, masculine agathon, agathon apostolon. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy nào vậy ạ? Em Tú thầy. Thầy Tú. Ok. Very good. Rồi, cảm ơn quý vị. Tôi sẽ cố gắng để sáng mai tôi sắp đặt cái PowerPoint lại. Quý vị đừng có khoan cái download cái PowerPoint đó. Tôi sẽ sắp đặt lại để mà hoàn chỉnh cho nó tốt hơn. Như tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi dạy đó. Thành ra những gì mà tôi làm mà nó sai mà cần sửa này nọ đó thì
quý vị cứ cho ý kiến thoải mái nha, cứ gửi thách cho tôi, giúp đỡ tôi để trong tương lai thì tôi sẽ làm khá hơn. Sau cái cua này thì mình sẽ còn mỗi cái cua nữa, và cái đó như tôi nói là mình sẽ có nhiều cái dạng, bởi vì tiếng Hy Lạp thì như hồi nãy thì thầy Luke phải không có nói đó, thì nó có nhiều cái nhiều dạng lắm. Mình mới học sơ sơ thôi à, chưa tới đâu hết trơn đó. Rồi, Chúa ban phước cho quý vị. Rồi bao nhiêu cái homework làm lại và nhớ làm cho viết cho đẹp và rõ ràng rồi gửi cho tôi nhé. Rồi mình hẹn gặp lại ngày mai. Chúa ban phước quý vị nha. Có câu hỏi gì nữa không? Dạ không. Dạ rất cảm ơn giáo sư ạ. Dạ, không, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã giúp cho tôi để tôi có thể làm tốt hơn. Rồi. À, chúc mục sư ngủ ngon nha. Dạ, cảm ơn. Cho em hỏi hôm nay mình làm bài tập nào ạ? Dạ. Bây giờ hôm nay mấy cái bài tập mà làm chưa hết đó, thì làm cho nó hết đi. Rồi ngày mai tôi sẽ cho bài khác. Mục sư ơi, nhưng mà còn mấy cái bài tập mà có cái hướng dẫn ở trong cái Dropbox mà vẫn chưa được ấy, mục sư có thể vâng. Sau khi mình chấm dứt thì tôi sẽ vô để coi lại mấy cái bài tập đó nha. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Cho tôi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đi. Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Dạ. Vâng, cảm ơn. Rồi, xin gặp lại. Dạ. Alo. Em muốn hỏi dạ. Thầy cái Dropbox được không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, em nhìn thấy cái Dropbox của thầy mà em không biết làm thế nào để vào được. Cái này là thầy chưa chia sẻ đúng không ạ? Cần Dropbox để lấy tài liệu mà. À không không, cái Dropbox riêng của tôi là khác nữa. Dạ. À vâng. Thế là phần Dropbox là mình không được vào đúng không ạ? Có cái phần Dropbox khác, tôi có một cái Dropbox khác mà tôi sẽ gửi. À vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn mục sư. Vâng. Yeah, thank you. Yeah.